Hôm nay không biết có ai cho ta dí luôn ta. Buồn quá, kén quá. Lại giết thêm được một người chơi nữa rồi. Ta là mạnh nhất trong thế giới này. Trời ơi, cái phòng 50 này đi có 50 phòng cửa đo mà sáng giờ không đứa nào lớn đây được. Đúng là thiệt là uổng công đứng đây chờ cái người biết vậy, đứng ở phòng 100 ăn bánh uống trà cho khỏe. Đường đường là một vị vua của đo mà đứng đây chờ cái người cả buổi trời không biết nào tới á. Uổng ghê á, mình con người yêu đuối. Ta là vua tôi đây. Mới thấy một tên chén sống, ngươi mau chạy đi để ta còn chơi đùa với tính mạng của ngươi. Chạy đi nhóc con à. Ngươi cũng không cần biết ta là ai đâu. Ta không phải là nhóc con, ta là người sẽ tước đi ngày hôm nay của ngươi không còn ở trong thế giới này. Ngươi hãy cho ta biết ngươi có phải là người mạnh nhất ở trong cái thế giới đo này hay không. Ta không mạnh nhất cái thế giới đo này thì còn ai nữa. Để ta xem thử ngươi có phải là người mạnh nhất ở đây hay là không, hoặc là chỉ là một tên nói phét thôi. Hãy cảm nhận nỗi đau ở bên thế giới vũ trụ đau đớn của ta đi. Cái gì này? Lại thêm một tên nữa thật là yếu đuối và hèn nhát. Ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ thật là mạnh, nhưng mà không, ngươi thật là làm ta thất vọng quá đi mà. Tại sao cái thế giới đo này lại không có nổi một tên nào mạnh hết trơn vậy? Thất vọng quá đi, lại phải tiếp tục đi tìm một tên khác nữa rồi. Cuối cùng cũng có một tên đáng chú ý rồi. Không ngờ nhìn cái mặt ngươi là nhóc ranh, nhóc con, nhóc nít vậy mà hả? Cũng đi tới phòng 50 hả? Nhưng mà không sao, ngươi sẽ phải thất bại ở phòng thứ 50 thì thôi, nhóc con à. Tốt nhất là nên ngươi nên ngoan ngoãn chịu đầu hàng đi, bớt đau đớn. Ta không quan tâm ngươi là ai và ngươi đang chuẩn bị làm gì ta. Ta chỉ quan tâm một điều là ngươi có phải là người mạnh nhất ở trong cái thế giới này hay không. Ê chà chà, thằng nhóc này, ta là người thống lĩnh ở đây, ta là boss và sếp lớn ở đây. Ngươi có quyền năng cao nhất và mạnh nhất ở đây, ngươi không sợ ta sao? Ta nghĩ là ngươi nên rút lại cái lời nói đó của ngươi đi. Vì hiện tại bây giờ, người mà ngươi nên sợ đó chính là ta đây. Ta không sợ bất kỳ một ai khác và cũng không ngán bất kỳ một tên nào ở đây hết. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Cái gì? Ngươi nói gì cơ?
mà đòi đánh bại ta hả? Ngươi nói là... Chị sao vậy? Lại thêm một phật khải nữa đi nữa. Không có một tên nào mạnh ở trong cái thế giới này cả. Thật là thất vọng với cái thế giới này quá đi. Tại sao ta không thể tìm được một đứa nào ở đây hết vậy hả? Hoặc là có lẽ là do ta đã quá là mạnh. Những tên thực thể này không có một tên nào mạnh hết cả. Nhưng mà ta nghe nói là ở một thế giới đo song song kia có hai tên rất là mạnh. Đó là những tên dám tiêu diệt được những con thực thể đo. Mình nghĩ là mình sẽ đi tìm hai tên đó và có thể mà khiến cho nó làm tay sai, và để cùng nhau thống trị được thế giới đo này. Có lẽ bây giờ ta chính là người mạnh nhất ở thế giới đó. Điều đó là tất nhiên ở đây rồi. Trên con xe tay ga, em đưa em đi chơi xa. Em làm sao? Ở gì chơi go? Trời, em thấy xe của anh đẹp không go? Trời, xe mới mua khác. Ok, đẹp, xe anh là mãi đỉnh, xe anh là siêu đẹp rồi anh ơi, trời ơi là trời. Nghĩ sao đi ông, nghĩ sao đi ông chở tôi bằng cái con xe, xe tải đó, xe, ấy da. Trời, xe này đẹp gần chết chơi bà nội. Vậy rồi, đi về, cẩn thận nha. Đó, này là tôi đi chơi du lịch khắp tất cả những công viên đó. Ủa, sao quay đi quay lại, ông đi về mất tiêu luôn rồi, chưa kịp nói, chưa kịp chào tạm biệt, chưa kịp bảo là anh đi cẩn thận nha anh ơi, là ông đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi, khổ ghê. Thôi, nói chung là ngày hôm nay là ngày rất là mệt mỏi, nên là tôi nghĩ tôi sẽ đi vô nhà tôi nghỉ ngơi. Trời ơi, đi chơi quá là vui luôn. Bây giờ là chắc cũng cỡ là 1 giờ sáng rồi mọi người ơi. Trời ơi, tôi đóng cửa lại nè. Thôi, đi tắm và chuẩn bị đi ngủ thôi nào, để ngày mai có thể đi qua quán cà phê làm việc luôn các bạn ơi. Ơi, mệt quá đi. Trời ơi, có ai cứu tôi với ai? Có ai không? Chị con đi cứu mày rồi. Chị con ơi, cứu mày ơi. Đánh răng rửa mặt cái nè đó, đánh răng rửa mặt cái rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Trời ơi là trời, đúng là sau một ngày đi chơi, chuyến đi chơi dài mệt mỏi đằng đẵng luôn. Bây giờ chỉ cần nằm ngã lưng ở trên được cái giường là trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Xong rồi, đi ra ngoài chuẩn bị đi ngủ thôi. Mặc đồ thơm tho, tươm tất hết đầy đủ luôn. Hello bạn già. Biến hại, tới đây tao nhờ chiếu chuyện rồi, tao có biến hại đâu. Ê, sao ông ở trong nhà tôi vậy? Trời ơi, ông vô mà ông không gõ cửa, ông nói gì mà ông lên giường tôi, ông lên phòng tôi, ông ngồi luôn cho nội. Trời, tại có chuyện khẩn cấp, có chuyện nguy cấp tao mới tới đây trong lúc tối khuya chứ. Trời ơi, là trời tối khuya mà vô đây tôi sợ ông là đúng rồi. Sao sáng cũng tìm mà lại tối tìm, lúc nào cũng tìm, giờ đâu mà giờ lên công việc cho nội rồi, cái gì đây? Cái gì? Thế giới đo của ta hiện tại đang bị đằng nhóc nào á, nó xâm chiếm hết trơn rồi. Thế là ta muốn qua đây, ta nhờ ngươi với lại Sigo hả, cứu thế giới đo của ta đi. Thằng nhóc nào trời, thằng nhóc nào nữa, tính ra là nhiều nhóc lắm ba nội ơi, sao tôi biết, còn tự nhiên mất gì tôi là người giải cứu, trong khi túc là tôi cũng là người bị bắt vô thế giới đo. Ủa không biết nữa, cái thằng nhóc đó da trắng á, cái miệng của nó kiểu bị cười ngoặt ơi ghê á, tôi luôn tiêu diệt tất cả các thực thể đo rồi. Ấy, tính ra là ông là thực thể đo luôn mà ông lại sợ thằng nhóc đó luôn hả? Là thằng nhóc nó mạnh lắm luôn hả? Ôi đúng rồi, nó mạnh lắm luôn á. Nó búng tay cái hay là tụi ta bị rơi vào thế giới hư vô luôn á. Vậy là bây giờ thế giới đo làm sao rồi? Ủa? Bây giờ hiện tại hả? Tất cả các thực thể nằm trong thế giới đo đều bị rơi vào thế giới hư vô rồi. Kể cả bản sao của ta để lại ở đó cũng đã bị rơi vào thế giới hư vô rồi. Bây giờ ta chỉ còn là có 50% công lực thôi. Vậy là bây giờ thế giới đo đã thuộc về cái thằng nhóc đó luôn rồi phải không? Ủa? Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi phải làm gì để tôi giúp ông? Nhưng mà đó giờ ông có giúp tôi cái gì đâu. Ông toàn chơi tôi không à. Người à, nếu người giúp ta hả, thì sau này ta sẽ không bắt người về thế giới đo nữa. Chắc không? Thiệt không? Ông có chắc không? Được. Bây giờ mình, nếu mình nghe lời cái tên này thì từ nay về sau mình sẽ được yên lành, mình sẽ không phải vào thế giới đo nữa. Cũng một công đôi chuyện, cũng hay đó. Được rồi, tôi đồng ý. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp ông.
là bắt cái thằng nhóc nó về là được phải không hả? Đúng rồi. Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của ông là đi mở cánh cổng đi, tôi đi qua tôi rủ Siro đi, ok chưa? Mệt ghê luôn. Tự nhiên giờ lại rước thêm họa vào hơn, nhưng mà cái họa này nó có thể giúp mình các bạn ơi. Cũng được nha, cái họa này có thể giúp tôi, từ nay là tôi sẽ không bị bắt vào thế giới đôi nữa. Trời ơi, go ơi, vô mối rồi anh ơi. Vô mối rồi, lâu lâu đường dày vô mối quá trời chứ còn gì nữa. Go ơi, em tới với anh này. Go ơi, chuyện gấp, tin khẩn cấp, go ơi. Ôi, đâu rồi, go ơi. Trời, cái nậu này còn ngủ nữa, trời ơi, là trời biết không biết tin gì còn ngủ nữa. Go ơi, dậy. Trời ơi, mới dạng gấp. Đi nè, cháy nhà đi nè, lẹ lên. Ơi, con bơm giờ sáng mày kêu gì dữ vậy cô bơi. Lẹ lên, em cần phải đi gấp tè, lẹ lên rồi em kể sao, lẹ lên, đi đi. Trời ơi, tao bắt con đi. Ê, đừng có móc cái cần câu nào anh coi. Ê, lẹ lên. Dừng lại, chuyện gấp là chuyện gì? Tự nhiên cái xây sớm vua nhà bỏ từ đâu coi. Xây sớm vua nhà anh không nói không ngành, kéo lên đây là sao? Trời ơi, chuyện gấp, chuyện kinh khẩn cấp lắm. Thế giới đo đang gặp nguy hiểm. Bây giờ em với anh cần đi qua thế giới đo để có thể mà giải cứu nhân thực thể, anh hiểu không? Trời ơi. Thế giới đo gặp nguy hiểm này mình sướng chứ sao? Sau này hả, tụi nó không có bắt mình qua thế giới đo nữa, sướng gần chết còn gì. Nhưng mà cái tên siết một mắt nó đang cầu xin em, nếu như mà bây giờ em với anh cứu được thế giới đo bên kia thì em với anh sẽ từ nay sẽ không còn bị bắt vô thế giới đo nữa, anh hiểu không? Ôi, ở vậy được rồi nha. Vậy là sau này là thằng xích là nó sẽ qua đây rồi là nó bắt mình đi vô kết ai được á. Đúng rồi, đi lẹ nè, đi với em lẹ nè. Mày bỏ cần câu nào anh coi. Lẹ lên, cánh cửa được mở ra kìa. Được rồi, bây giờ chuẩn bị vô thế giới đo nè. Cánh cửa được mở ra rồi anh ơi, bây giờ anh vô trước đi vô. Oh my god, được rồi. Mình mong là mình sẽ bắt được cái tên Jeep đó. Được rồi, 1, 2, 3. Rồi. Anh ơi, anh đâu rồi? Rồi ơi. Anh đây nè, anh đang đi lấy tiền nè. Ủa sao mấy phòng đo này nó khác quá vậy? Ủa phòng đo này bị cái gì vậy? Từ. Ê, anh ơi có cái cửa, cái chìa khóa đây nè, mình lấy. Ê, có chìa khóa đây nè cơ. Ui. Đâu? Nè. Để em cầm thử coi. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái đó nó lừa mình anh ơi. Lấy được cái chìa khóa thiệt rồi, nãy chìa khóa thiệt nó nằm đây nè. Anh ơi, các bạn biết cái gì không? Hình như ở đây là cái đo này là đo của thằng cái thằng kia. Đo nó thay đổi rồi, gu đèn pin rồi gu. Em hiểu rồi anh ơi, cái đo này thằng kia là cái tên ship một mắt đã nói em là cái đo này đang bị giam cầm. Ôi. Oh my god. Cái đo này hình như là đang bị giam cầm bởi một cái con thực thể mới nào đó đã xâm chiếm cái đo này. Ui, có cái nải chuối luôn kìa. Ủa, đây nó còn có nải chuối luôn hả? Sợ vậy. Anh nghĩ nải chuối, cái vỏ chuối nó không có gì tốt lành đâu, mình đừng đạp cho chắc coi. Ui. Cái gì anh? Ê, cái tiếng của con xích, cái tiếng của con scrap kỳ lắm em ơi. Vậy hả? Em không có thấy, em không nghe. Từ. Ôi, gì vậy? Anh vừa mới gặp con scrap nữa. Trời ơi là trời, bây giờ em với anh là phải cố gắng là tìm cách để có thể mà đi về mà giải cứu mấy thực thể đây nè. Ui, cái đo này là hình như là cái đo được bị thay đổi của cái thằng nào đó các bạn ơi. Oh my god. Ôi, anh không biết nữa. Ủa nhưng mà câu chuyện là sao vậy? Sao tự nhiên cái nó kêu em vô đây cứu tụi nó vậy? Tại vì cái thằng ship một mắt nó nhờ em, nó bảo em là bây giờ những thực thể ở bên thế giới đo của nó đang bị một cái tên áo trắng nào đó hắn đã cướp mắt đi rồi mà hống lĩnh cái thế giới của nó. Bây giờ hắn mình ôi. Sao nghe ghê quá vậy? Thực thể đo mạnh lắm luôn á mà thằng đó nó đánh được, sao mình nó lại? Thì đó, em mới biết là bây giờ em với anh phải đi tìm được cái thằng đó. Ôi, cái con gì vừa mới chạy ra phải không? Con gì phải con rết, không phải con rết. Ôi anh ơi, đi đợi em với. Bây giờ mình biết tìm đâu ra cái con đó giờ. Nhưng mà thằng xích nó nói vậy thì mình đi vòng vòng chắc hồi sẽ gặp nó. Đúng rồi, nhưng mà tên xích nó nói là cái tên nó mạnh lắm nên hắn đánh bại. Ôi, kìa anh ơi. Ambush, từ. Ambush hả? Nghe lời anh, vô. Oh my god. Có quay lại nữa không anh? Vô. Oh my god. Nó có quay lại nữa không vậy?
mình sẽ chết luôn. Da, ôi nhiều lần quá vậy, còn nữa không? Vô. Ôi ôi da, ôi em bớt xuất hiện nhiều quá. Sợ vậy? Em bớt xuất hiện nhiều quá à? Không? Đi chưa? Đi chưa? Hình như đi rồi anh ơi. Hình như đi rồi. Con 12. Ui, con ai nhiều kìa? Ui, sao con ai xuất hiện bây nhiêu vậy? Ê, cái phòng vũ trụ đo này nó bị thay đổi hết rồi cô ơi. Đúng rồi anh ơi, giờ sao giờ cái vũ trụ đo này bị... Ây da. Bây giờ mình phải cố gắng mình tìm cho thằng áo trắng đó để mình trả lại cái sự cân bằng vốn có của vũ trụ đo mới được. Ê, con ai đây nhiều quá vậy? Oh my god. Yên tâm đi Hâm, đi Hâm. Đừng nhìn vào mắt con ai nha. Nhớ rồi. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? Còn bao nhiêu rồi, bây giờ mình mà không... Nếu mà cái tên xuyên cục mắt đó nói với em là bây giờ mình mà không tìm được cái tên đó. Ui anh ơi, lại nữa rồi anh ơi. Nữa rồi hả? Gì đây? Vô. Oh my god. Ra đi cô. Đèn pin em sắp hết pin rồi anh ơi. Đèn pin em cũng sắp hết pin rồi. Oh my god, bây giờ phải đi kiếm pin. Đây có pin em, ui ôi đèn pin em hết luôn rồi. Đây rồi, đây là chìa khóa rồi. Dừng pin. Ôi con Sheriff. Mình nhỏ chuối nhiều quá vậy. Pin, mình cần pin. Ôi, ở đây không có gì hết anh ơi. 17. Oh my god, where's pin? Không có pin, ui. Không quẹt kìa, Em có quẹt rồi. Không, 18. Ui cái đo này thay đổi nhiều quá à. Nó thay đổi lắm phải không? Tại vì em nhớ chơi đo bình thường thì nó không khó như cái này đâu. Giờ mình phải đi dưới đây với mình đi. Cái tiếng gì hả? Hay rồi, em gạt cần lên rồi. Đi thôi, đi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Oh my god. Cái gì để lấy không ta? Ui. Thôi. Cái gì vừa mới chấp đèn. Tổ. Vừa mới chấp đèn phải không anh? Ok, nó đi rồi cô ơi. Em đây. Bạn không có gì. Oh my god. Mình phải gần tìm được đèn pin. Nhanh kiếm được cái thằng áo trắng nó đi rồi. Khỏi đây sao những cái vũ trụ đo để đáng sợ quá vậy. Em xin cái chai này nha. Oh my god. Không muốn được hả? Đây, anh có được một cái chai chạy nhanh này nè. Anh ơi, tới nữa rồi anh ơi. Ủ đi anh. Oh my god. Go. Ui, nó xét em luôn á. Oh my god. Ôi phòng này dễ có pin nè. Đi kiếm nhầm. Phòng nào cũng dễ có pin anh. Để em nhé, em lấy một tí tiền. Ê, anh ơi. Hả? Anh nghe tiếng con gì không? Con gì? Em nghe tiếng con gì á? Ê, em lấy được cái trái gì nè anh. Anh cũng lấy được cái trái gì nè. Ui, cái này là cái gì? Màu trắng đúng không? Ừ đúng rồi, cái màu trắng em không biết nó là cái gì luôn. Ôi, nhưng mà sao thấy nó hình đánh giá hay là nó tiêu gì được mấy con thực thể này ta? Được không? Anh thử được không? À, pin đây rồi. Thôi nhưng mà anh lấy rồi. Ôi, em hết được quẹt luôn rồi. Oh my god. Vô đây kiếm được rồi. Đâu. Pin đâu? Trong đây. À đâu? Từ từ, anh biết cái gì không? Sao cái con kia nó hù em hoài vậy? Cậu bà đang ở đâu vậy? Em đây nè. Ui ôi, em nè. Có con pin trong đây nè, lấy chưa? Em lấy rồi, con kia nó hù em nãy giờ nè. Rồi đây. Ui. Ây da. Ui. Con sợ rip nhiều quá. Oh my god, mai. Đây là phòng 25, qua đây nè cô ơi. Em đây. Ôi, mấy cái vỏ chuối nhìn đáng nghi quá. Ê, bây giờ mình đạp cái vỏ chuối nhất mình. Em nghi là cái này nó sẽ lừa mình á anh ơi. Em nghĩ cái này nó sẽ lừa mình á. Đèn chớp. Move. Nghĩ là con gì? Rớt vô. Ôi. Rồi ra. Sao mấy cái phòng này xuất hiện mấy con này nhiều quá vậy ta? Không biết luôn. Trời ơi, vũ trụ đo bây giờ nó là bị đảo lộn hết rồi các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình phải nhanh tay mình tìm ngay cái hạt tên màu trắng đó. Ui, con ai nhiều quá. 28, cái này là 29. Ôi, anh ơi. Ôi, chuẩn bị gặp Sheik rồi. Ôi, chúng ta chuẩn bị gặp bản sao của con Sheik rồi nè. Ôi, bản sao của con Sheik phải không anh? Ui, em không có cái hút chạy nhanh luôn á, sợ thiệt luôn anh ơi. Hồng 30 ơi, tổ. Sheik, quên. Ủa, Sheik hả? Quên. Ờ, Sheik, đèn chớp là Sheik, quên mất.
Oh my god, còn phòng to nữa chứ. Anh cho, có cái hút chạy nhanh thì anh cho em với nha. Ok, ok. Đi kiếm chìa khóa đi cô ơi. Oh my god, trời tối, tối các bạn ơi. À, ui. Ôi ơi, dắp vỏ chuối là té rồi. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, anh ơi. Oh my god, em hiểu rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ôi, dắp vỏ chuối là té rồi, mất máu đó. Ai à. Ủa, sao anh té hoài vậy? Cái vỏ chuối để trước cửa. Ui, đây rồi, hút chạy nhanh, em có hút chạy nhanh, em có hút chạy nhanh rồi. Oh my god. Anh lại lấy được cái bom gì nè. Bom nữa hả? Ôi. Cô ơi, anh thấy rồi, nó ghi là cái này là bom thánh cô ơi. Hình như cái bom thánh này tiêu diệt được tất cả các thực thể hay gì á. Bom thánh hả? Từ từ. Phòng 32 nha cô. Phòng 32 nè, em đang đứng ở phòng 32 nè. Anh thấy em không? Anh thấy em không? Em ở đây nè, em ở đây nè, em ở đây nè. Đây đây, em đây, em đây. Trời ơi, cái con scrap này nhiều quá. Mình chuẩn bị. Ui ơi. Ai. Tiếp theo là phòng 33 nha. Ui, cái đo này đáng sợ quá à. Cái đo này khó quá anh ơi. Đây anh đâu rồi? Ủa cô sao em chết luôn rồi? Em không biết nữa, tự nhiên cái em ở nhà bên cửa kia xong em ngủm luôn anh ơi. Trời ơi, vậy là bây giờ thôi gặp cái con đúc đó là mình chết luôn hả? Ghê vậy. Ôi, cái đo này khó quá em ơi. Hình như tất cả các thực thể trong đo này đều làm anh kiểu... ơi, con xích kìa. Ê từ từ. Con xích nè. Ê con xích này chạy xe anh ơi. Ủa gì vậy? Anh ơi, con xích này chạy xe chạy đi anh ơi. Gì vậy? Oh my god. Phía sau nó chạy xe kìa. Trời ơi. Ôi, hút chạy nhanh vô anh ơi. Cố lên, cố lên anh ơi. Hút chạy nhanh, hút chạy nhanh, hút chạy nhanh rồi. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Oh my god. Anh phải thắng nha. Anh mà không thắng cái này là anh mà không, anh mà không, anh mà không tìm được nó là em anh sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở đây á. Yeah. 41. Ôi ơi. Ôi ơi, con nó chạy cái xe kìa. Ôi, đi đi anh ơi, đi đi anh ơi, đi đi anh ơi. Ôi trời ơi, sao cái đo này sợ quá vậy? Em, mấy bạn ơi, mình đã bị một cái con nó giữ chân lại bên kia rồi. Bây giờ chỉ còn một mình rồi. Rồi mà không tìm được cái tên áo trắng kia là tụi mình sẽ phải bị dính ở trong đo rồi đó anh ơi. Những cái đo này khó lắm. 43 rồi nè. Oh my god. Ủa, tường phòng 48 là cái hành lang kia chứ đâu phải cái hành lang này đâu. Em mới nói là cái đo này á đã bị là cái con áo trắng, cái con gì đó tên gì em cũng không biết, là cái thực thể nào lạ lắm nó đã chiếm đi cái gia đo này rồi. Ê cô ơi, sao anh? Em có muốn anh thử dùng cái trái bom này lên con figure không? Dùng được không? Không biết nữa, nhưng mà trái bom này anh à, hồi nãy anh thấy nó ghi là có thể tiêu diệt được mấy con thực thể nè. Ừ, anh thử dùng. Ê, cái con figure bị gì kỳ vậy anh? Ủa, từ từ để anh quăng bom vô chỗ đó. Ôi có sao không vậy? Cô thấy gì vậy? Anh qua xem thử coi. Con vít gờ nó bị gì anh ơi, đi rồi phải không? Chết luôn rồi. Anh ơi, nhân cơ hội này anh tìm cách trốn khỏi đây lẹ đi anh ơi. Con vít gờ nó ngập rồi kìa. Quay, bây giờ bấm một lần không lấy được tờ giấy phải bấm nhiều lần cô ơi. Vậy hả? Ê ơi, 11 cái mật khẩu. 11 cái mật khẩu hả? Oh my god. Thiệt luôn. Ok, 6026. Ok. Được rồi. Ui, ai kìa anh ơi, cẩn thận anh ơi. Nhưng mà sao cô đi sớm vậy cô? Em không biết được. Trời ơi, bà cô bỏ tôi còn mình nè anh em ơi. Bây giờ anh cố gắng đi, chỉ có anh mới có thể mà cứu được cái giấy đò đó. 54 rồi anh ơi. Cô ơi, em đâu rồi? Em nè, em vẫn đang coi anh nè anh. Em đừng có im lặng nha, em sợ lắm. Anh ơi, em nghi là cái thằng áo trắng nó sẽ xuất hiện á. Nên anh cẩn thận nha. Ôi, đo này gặp ai nhiều quá. Đúng là cái đo này là của cái tên áo trắng nó làm rồi anh ơi. Vậy là mình phải cố gắng cứu mấy con thực thể đó mình mới về được. Ừ, em nghe con Sarap nha. Ủa, mà thằng áo trắng đó là ai mà nó có quyền năng nó thay đổi cả thế giới đo rồi xong nó bắt tất cả thực thể luôn vậy? Cái tên một mắt nó bảo với em là cái thằng áo trắng nó tự nhiên xuất hiện. Tên đó nó bảo nó là sẽ đi tìm người mạnh nhất. Và bây giờ hắn thống trị được cái thế giới đo và thay đổi được tất cả những luật lệ trong thế giới đo luôn rồi. Bây giờ là nhiệm vụ của em với anh là phải đi tìm cách để giải cứu được mọi thứ trong thế giới đo này. Mình phải bắt được cái tên áo trắng đó, là mình không được chịu hôi với nó nha anh ơi. Nếu mà mình chịu hôi với nó là mình, em với anh sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đó. Yên tâm, anh chơi được. 65 mà quan trọng là không thấy nó đây nè. Không thấy nó hả? Oh my god. Ui dồi ôi. 16, ui dồi. Cắn lên nha anh. Rush, con rush. Oh my god, tiếp theo là 67 á. Ui. Ui, có gì á? Ai phải không anh? Ai, nó vừa mới khiến anh mất máu.
Ôi ôi, phòng này phòng an toàn mà cũng có ai xuất hiện nữa vậy? Này. Thế là phòng này phòng an toàn luôn á trời. Phòng này an toàn là bên đo bình thường của thằng Siết là nên mình vẫn vô là không có con quái nào phải không anh? Đúng rồi. Em cũng không biết làm sao luôn á. Oh my god, mình không có chìa khóa để vô cái phòng đó anh em ạ. Ơi, có thêm cái bơm nè. Có cái bơm nè. Ôi nhưng mà nó không cho anh nhặt nữa. Vậy hả? Là anh có rồi hả? Anh có 3 trên 3 rồi. Nó cho nhặt 3 trái nè. Tới rồi. Em Siết nữa rồi, tới nữa rồi. Pin, pin, anh cần đèn pin, anh cần đèn pin. Oh my god, ông sao anh cút nhanh, cút nhanh. I got it. Oh my god. Siết chạy xe. Trời. Cố lên ơi, cố lên. Cố lên. Ôi may mà tôi tỉnh. Trời ơi, nó đang chạy phía sau anh luôn anh ơi. Làm sao làm được mà. I got it. Anh chơi được. Ok. 80. Yes. 80 rồi hả? 80 rồi. Oh my god, thấy sợ quá à. Mình vẫn chưa gặp được cái tên áo trắng đó luôn á anh. Cái thằng áo trắng đó nó trốn đâu kỹ vậy ta? Chưa tìm thấy. Ôi. Anh bớt kìa anh ơi. Ui rồi. Cái thằng áo trắng nó chắc chắn nó nghe tên anh, nó sợ quá, nó trốn rồi đó. Không có vụ đó đâu bà ơi bà. Chứ còn gì nữa, anh tiêu diệt tất cả thực thể trong đó mà. Nhưng mà nó đã tiêu diệt hết full thực thể trong đó luôn rồi. Giờ anh phải cố gắng vượt qua cái này đi tìm cái thằng áo trắng nhanh nhất có thể. Rồi, nó vòng lại 4 lần rồi, còn bao nhiêu lần nữa đây? 5 lần rồi, nó đi nhiều rồi. Vậy? Thằng này nó nhiều quá vậy? 6 lần anh ơi. 6 lần. Trời ơi, căng thật sự luôn á. Hết rồi. Đi. 83, chưa thấy thằng áo trắng đó ta. Trốn đâu kỹ quá vậy? Ok, phòng 86 rồi đúng không? 86 rồi. 87. Ui, sao tới phòng 90 rồi, cố lên. Trời ơi, ai nhiều quá. Trời ơi. Này nó không, này là nó hết là con thực thể nào khác chứ phải là con thực thể kìa, bình thường trong đo thực thể bị thay đổi hết trơn luôn rồi. Nó không phải là rớt cây phòng 80 90. Và làm chủ ở cái thế giới này luôn. Đúng là hai thằng nhóc ngu ngốc mà.